Xin chào các bạn nhé. Sau đây xin hướng dẫn các bạn sử dụng và cài đặt cái phần mềm Bluezone và lấy mã coder tại ứng dụng để khai báo trên cộng đồng. Thì trong thực hiện chương trình công văn đấy thì là chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải cài phần mềm Bluezone và bật Bluetooth. Thì trên điện thoại thì các bạn đã đều biết rồi, chúng ta đều phải cài phần mềm Bluezone. Đó, Bluezone. Ở trên màn hình chúng ta có phần mềm Bluezone và chúng ta bật cái Bluetooth lên. Đấy. Và sử dụng cài xong cái phần mềm Bluezone này rồi thì chúng ta tiến hành vào khai báo y tế. Đấy. Đây là quy trình khai báo y tế tại các điểm công cộng. Thì bước 1 thì chúng ta đã cài đặt xong cái Bluezone rồi. Đến bước 2 là chúng ta lấy mã coder đấy tại ứng dụng. Đấy thì để chúng ta sau này chúng ta sẽ khai báo sử dụng ứng dụng, quét mã coder để điểm khai báo và đưa mã coder bản thân đến cán bộ điểm khai để check in, để người ta sẽ check in cái mã đấy, người ta biết ngay là thông tin khai báo của mình như nào, là khi ta đi đến đâu và đi khi trở về chúng ta đều phải quét cái mã vạch để người ta kiểm tra. Thế sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn để lấy được cái mã coder thì chúng ta phải mở phần mềm Bluezone lên, và đây là cái phần mềm Bluezone. Đấy, chúng ta sẽ tích vào cái phần tiện ích. Nếu chúng ta bấm vào quét mã QR đấy thì chúng ta sẽ chưa có mã đấy. Bây giờ chúng ta phải lấy cái mã. Đấy, nếu chúng ta mở này thì nó chỉ là quét đưa cái mã của chúng ta vào đây chúng ta quét thôi. Nhưng hiện tại ra chưa có. Thì bắt buộc là trước khi vào cái này chúng ta phải khai báo y tế trước khi vào quét mã. Đấy, và chúng ta vào khai báo y tế. Đấy, trong phần khai báo y tế thì chúng ta sẽ nhập đầy đủ họ tên. Đấy, những cái dấu sao đỏ là chúng ta phải điền đầy đủ nội dung vào đây. Đấy. Điền đầy đủ nội dung. Sau đó chúng ta sẽ kéo xuống dưới và gửi tờ khai. Đấy, sau khi gửi tờ khai xong thì cái phần mềm này nó sẽ cho chúng ta một cái mã coder. Đấy, và cái mã coder đấy chúng ta có thể sẽ thao tác là chụp lại màn hình, hoặc là chúng ta in ra giấy để khi đến nơi công cộng nào đó mà người ta yêu cầu cái mã coder đó thì chúng ta chỉ cần đưa cái ảnh, hình ảnh trong điện thoại chúng ta hoặc là cái in trên tờ giấy ấy, để người ta quét cái mã vạch đó thì chúng ta sẽ hoàn thành cái việc khai báo y tế đối với cái nơi mà mình đến. Thế để cho nó nhanh, vì trong cái phần mềm mà chúng ta đã khai báo thông tin, đã có thông tin hết rồi, đầy đủ rồi. Trong thời gian gần đây nhất, trong vòng 10 ngày hoặc là 5 ngày chúng ta có ốm sốt ho hay không, hay là tình trạng sức khỏe như thế nào, thì người ta chỉ quét cái mã vạch đấy là người ta sẽ có cái nội dung mà chúng ta đã khai báo. Thế như vậy để thuận tiện cho việc khai báo và kiểm tra y tế trong mùa dịch để được thuận tiện và nhanh thì đề nghị chúng ta các đồng chí sẽ làm đúng theo cái hướng dẫn. Đấy. Và sau khi chúng ta đi đến cái vùng mà chúng ta ở rồi, một khi đã trở về người ta mình cũng bắt buộc cập nhật và khai báo, sau khi người ta về người ta quét lại, người ta xem là mình có đi vào cái vùng dịch hay không này, hay là có tình trạng bệnh thế nào để kiểm soát được tốt. Thế chúc các bạn may mắn. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn sẽ trực tiếp hỏi tôi. Xin chào và tạm biệt các bạn.